Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, tại Thanh Hóa và Nghệ An, qua kiểm tra một số cơ sở chế biến và kinh doanh thực phẩm, đoàn kiểm tra do Bộ Công Thương chủ trì đã đánh giá cao công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Ý thức về an toàn thực phẩm của các cơ sở đã được nâng lên, cơ sở vật chất của các đơn vị đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là trong chế biến. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn cũng phát hiện một số lỗ hổng trong quản lý, từ khâu cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đến khâu thẩm định, cấp phép và hậu kiểm chưa đạt yêu cầu, số vụ vi phạm tương đối nhiều. Theo đoàn kiểm tra, việc thực hiện an toàn thực phẩm ở các đơn vị còn nhiều điểm cần khắc phục, như chất lượng nguồn nước dùng được chế biến, sơ chế thực phẩm, việc kiểm định thiết bị lạnh hay hệ thống chiếu sáng, việc sử dụng các dụng cụ đảm bảo vệ sinh, việc ghi chép truy xuất nguồn gốc thực phẩm.